Tâm Hoàng Nhật để xin chào các bác. Em lên sóng con máy lọc không khí hàng giá bình dân, ngon bột rẻ, đẹp của các bác. Con này em bán là 2,1 triệu nhé. Máy đã đấu đổi điện 220V dùng rất tiện lợi. Màng lọc các thứ mọi thứ nguyên bản còn ok, dùng rất là đẹp. Hình thức máy rất là mới. Đấy, như trên clip các bác nhé. Trên clip nào thì máy nó đúng là như vậy. Con này em để số 2 này. Đấy, các bác cứ mua số nào là báo đúng số đấy là gửi đúng con đấy ạ. Máy đã được đấu điện 220V rồi. Công suất của nó là 41W, dùng cho phòng khoảng 20-25m² thôi nhé. Đấy. Phòng ngủ rất là tiện lợi, đẹp. Máy full tính năng đầy đủ như những máy đắt tiền bình thường. Nói chung là nó chỉ khác đời mẫu mã thôi. Còn tính năng thì như nhau ạ. Lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, hiệu quả. Công nghệ nano rồi các bác này. Đấy, tắt đèn nano này nhá. Nano y, riêng con dòng này lại tắt được cả đèn nano y luôn. Còn các cái bọn khác nó tự động. Eco này. Đấy. Yeah. Các chế độ tốc độ lọc khác nhau này. Lọc yếu, mạnh. Mạnh. Yếu này, trung bình này, mạnh này. Tự động này. Ba chế độ lọc không khí bù ẩm khác nhau. Đây bù ẩm lọc không khí tự động. Đây chế độ này là lọc không khí và bù ẩm tự do, không có nước máy dừng luôn. Đây này, chế độ này chỉ lọc không khí. Điều chỉnh các cái cửa dâng cửa vẫy đầy đủ, có cả cửa hút ở dưới này và một cửa vẫy trên này. Đây. Một con máy còn khá là đẹp. Đây có nhá, màng zin đi theo máy luôn, còn rất là mới đẹp này, trắng đẹp các nhá. Đấy, màng than hoạt tính, khử mùi rất hiệu quả, riêng dòng Bana khử mùi rất tốt. Đấy. Giá cả hợp lý, đầy đủ tính năng, có dùng điều hòa nên có mấy em này dùng cho phòng vừa khử mùi, bù ẩm, hút ẩm đầy đủ hết. Bên dưới này là bình nước bù ẩm các bác này. Đấy, rất là đẹp nhé. Màng tạo ẩm rất là to đẹp luôn. Yeah. Khử mùi bù ẩm con máy. Riêng những con này thì nó tính năng chẳng khác gì những con máy đắt tiền cả. Hiệu quả, các bác nào cứ dùng bình dân này cho em, giá hợp lý. Bán 2,1 triệu, đã đấu đổ điện 220V rồi, ship hàng toàn quốc, không bao ship. Các bác tự trả tiền ship nhé. Chào các bác.